long ruột đỏ vỏ hồng đã trở thành hình ảnh mới gắn với sự phất lên làm giàu của người nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bởi từ khi bén duyên với mảnh đất này, giá trị cây thanh long mang lại cho người trồng chưa bao giờ thấp. Thậm chí ở những vùng đất vàng, lợi nhuận luôn đạt mức cao gấp 3 đến 4 lần cây lúa. Theo tôi làm thì cái mà muốn cho nó bảo đảm năng sức rồi nó bảo đảm được cái lợi nhuận của mình là thứ nhất là tôi phải cái gốc là quan trọng. Cái gốc là làm sao cho nó hệ rễ nó phát triển tốt, từ đó nó mới có khỏe mạnh, nó mới nuôi cái cây nó phát triển. Tức là tôi thấy mà cái trong cái gốc tôi mà cái phân hữu cơ là nó gần như nó biến rồi là bắt đầu tôi sẽ có ủ, cái nói chung là có ủ sẵn. Ở dưới gốc mà hết là bắt đầu mất cái dạng phân hữu cơ là sẽ bón vô. Rồi nhất là hai đặt trong đèn đó, thì trước khi mà tôi bắt đèn đi xong á, là tôi phải làm đất đàng hoàng rồi xong tôi bón phân hữu cơ vô. Thì khi bón phân hữu cơ thì tôi cũng bón kết hợp vô phần dụng phân lân, thấy không? Rồi vôi lân nè, rồi tôi bón phân dưỡng rễ, rồi đúng cũng có bón một số phân NPK, NPK cũng như một số trong gốc rồi đó. Rồi sau khi mà nó có, ví dụ mà tôi xong cho ra nụ rồi đó, thì tôi sẽ tăng cường bón lần nữa phân hữu cơ. Rồi khi trước khi rút bông tôi phải bón hữu cơ. Thì song song đó thì cũng khoảng tùy theo giai đoạn của cái trái á, thì tôi sẽ bón phân gọi là hòa tan hoàn toàn á, phân tôi theo hệ thống tưới tự động của tôi đó, tôi bón theo hệ thống tưới tự động tôi bón. Theo ông Lý, cây thanh long quan trọng nhất là bộ rễ, nên chăm sóc cây làm thế nào để hệ rễ thanh long phát triển khỏe phải luôn được ưu tiên, nhất là ở thời điểm biến đổi khí hậu như hiện nay. Và với ông, bí quyết chính là ở khâu tưới nước kết hợp chế độ bón phân cân đối cho cây. Thì thường tôi bón 20-15 te đó, phải là tôi rải cái đó. Bón giai đoạn mà tôi làm gốc mà chuẩn bị xong đèn ha, là tôi bón nó. Nó tốt, nó là trái nó cũng đạt rồi, ngoe này kia rồi nó nói chung là đạt hàng xuất khẩu, bán dây tốt, trái tốt, cũng năng sức có rồi cái xuất khẩu là trái đã đạt mẫu mã. Như bón thì nó có mấy giai đoạn nụ, rồi giai đoạn trái non, rồi giai đoạn trái già, thấy không? Giai nụ thì tôi đoán thường ba số bằng nhau, tức là thí dụ 3 số 20, NPK 3 số 20, rồi sau trái á thì bắt đầu trái non á là bắt đầu lên cái N cao, tức là đạm cao, rồi sau tới trái chín á là kali cao. Hiện nay thanh long ruột trắng và thanh long ruột đỏ được trồng phổ biến ở đồng bằng sông Cửu Long với hai cách trồng chính là trồng trụ và trồng vàng. Trong đó cách trồng vàng hiện cho hiệu quả năng suất chất lượng cao vượt trội so với cách trồng trụ truyền thống. Theo các nhà khoa học, về dinh dưỡng, mỗi giống thanh long sẽ có đặc tính sinh trưởng và năng suất khác nhau, nên nhu cầu phân bón cũng khác nhau. Tuy nhiên, nhu cầu các chất dinh dưỡng có tỷ lệ tương đối giống nhau giữa các giống trong từng thời kỳ sinh trưởng. Cụ thể, giai đoạn kiến thiết cơ bản từ khi trồng mới đến 1-2 năm tuổi. Cây cần nhiều đạm để phát triển thân cành, cần lân nhiều để phát triển bộ rễ nhiều chồi. Kali giúp cho cây cứng cáp, chống chịu sâu bệnh, trung vi lượng vừa đủ giúp cho cây phát triển cân đối. Tùy thuộc đặc tính đất canh tác mà chọn phân bón dạng hợp chất có đầy đủ các chất đa trung vi lượng, có tỷ lệ NPK phù hợp cho cây thanh long giai đoạn kiến thiết cơ bản 22-1,5, 221 và 211. Ở giai đoạn kinh doanh, cây cho trái ổn định và đi vào khai thác, cây cần kali cao, đạm khá, lân vừa đủ, trung vi lượng thích hợp nhằm nuôi trái to đẹp, năng suất cao, chất lượng tốt, chín đồng loạt. Các công thức phân bón hợp chất có đầy đủ các chất đa trung và vi lượng, trong đó có tỷ lệ NPK phù hợp cho cây thanh long giai đoạn kinh doanh là 212, 213, 223 và 111. Nếu mà muốn canh tác theo cái thông minh và canh tác theo cái lối bền vững thì chúng ta phải thay đổi cái tập quán đó. Ví dụ như bây giờ bón phân thì chúng ta phải bón vùi vào trong đất. Và hoặc là khi chúng ta bón thì chúng ta phải có một cái lớp hữu cơ, cái lớp giá thể để phủ lên trên để mà ngăn chặn cái sự rửa trôi và cái sự bốc hơi của cái phân bón thì cây trồng nó hấp thu mới được tốt. Một cái điểm nữa là hiện nay thì người ta ứng dụng các cái phương pháp tưới thông minh. Ví dụ như trong cái vườn mà chúng ta đang đứng hiện nay là người ta đang ứng dụng một cái công nghệ tưới gọi là tưới cục bộ ở gốc, tưới tầng thấp. Tưới phun ở tầng thấp.
thì ở đây nó có một cái điều rất là có lợi, đó là cái lượng nước tưới vừa đủ để đáp ứng cho cái cây thanh long trong một cái giai đoạn. Ví dụ chúng ta tưới nó trong cái khoảng thời gian là một tiếng đồng hồ, chúng ta tưới nó tầm 12 lít nước đến 14 lít nước, thì khoảng 2 ngày sau chúng ta mới tưới lại một lần nữa. Đấy. Và còn một cái vấn đề có lợi cho cái người nông dân nữa là chúng ta qua cái hệ thống tưới này, chúng ta sẽ cung cấp cái nguồn phân. Theo các chuyên gia, trong suốt thời kỳ sinh trưởng và phát triển, cây thanh long hút nhiều chất kali nhất, sau đó đến đạm và lân, gọi là những nguyên tố đa lượng. Ngoài ra, cây cần một số nguyên tố với lượng vừa phải như canxi, magie, lưu huỳnh, gọi là những chất trung lượng. Đặc biệt, cây thanh long cần các chất kẽm, sắt, mangan, bo, molybden với lượng rất ít nhưng giữ vai trò rất quan trọng trong cây, gọi là chất vi lượng. Vì vậy, để canh tác thanh long theo hướng bền vững, năng suất, chất lượng thì nhà vườn cần chú ý việc quản lý chất hữu cơ trong đất và bổ sung thêm phân vô cơ thường xuyên, liên tục. Khi sử dụng phân vô cơ, cần chọn các loại phân cung cấp đầy đủ các chất đạm, lân, kali và trung vi lượng cho phù hợp. Hầu hết các nguyên tố dinh dưỡng cây thanh long cần hiện nay thì có thể chia làm 3 nhóm, thì nhóm đa lượng, trung vi lượng, trung lượng và vi lượng. Thì đa lượng thì chúng ta thấy là cái kali là cái nguyên tố mà cây thanh long cần nhiều nhất, kế đến là đạm, sau đó là lân. Thì ngoài ra thì các nguyên tố khác như là canxi, silic thì vẫn cần rất là nhiều, tại vì cây thanh long thì nó cần để nó có thể vừa làm cho cái độ cứng chắc và nó tăng chất lượng trái, đồng thời nó làm cho cây thanh long có thể chống chịu với cái điều kiện sâu bệnh của môi trường. Để cây thanh long phát triển tốt, ở từng giai đoạn nhà vườn cần chú ý đến lượng bón và cách bón phân cụ thể. Ở giai đoạn kiến thiết cơ bản, bón lót từ 10 đến 15 kg phân chuồng hoai hoặc 2 đến 5 kg phân hữu cơ sinh học cộng với 50 đến 80 g NPK 20-20-15 cộng TE. Bón thúc 250 đến 350 g NPK 20-20-15 cộng TE khoảng 3 tháng sau khi trồng. Sau đó cứ 3 tháng một lần, mỗi lần 350 đến 400 g NPK 20-20-15 cộng TE trên một trụ. Theo đó, với hàm lượng đạm cao sẽ giúp cây phát triển thân, cành, lân cao để phát triển bộ rễ, nhiều chồi. Kali giúp cho cây cứng cáp, chống chịu sâu bệnh, trung vi lượng vừa đủ giúp cho cây phát triển cân đối. Hàng năm đầu mùa mưa, bón 10-15 kg phân chuồng hoai hoặc 2-5 kg phân hữu cơ sinh học, tùy theo hàm lượng chất hữu cơ trong đất. Thời kỳ kinh doanh, đối với thanh long ra hoa tự nhiên, sau khi thu hoạch đến trước khi ra hoa, ngoài bón phân hữu cơ, phải bổ sung 1,6 đến 2 kg NPK 20-20-15 cộng TE trên một trụ sẽ giúp cho cây mau hồi phục, phân hóa mầm hoa sớm, hoa to. Lượng phân trên được chia ra bón làm 4 lần, cụ thể như sau. Lần 1 khoảng tháng 10, sau khi thu hoạch, tiến hành cắt cành tạo tán, bón 15 đến 20 kg phân chuồng hoai, 2 đến 5 kg phân hữu cơ sinh học cộng 400 đến 500 g NPK 20-20-15 cộng TE trên một trụ. Phun phân bón lá từ 2 đến 3 lần, mỗi lần cách nhau 7 đến 10 ngày. Lần 2 khoảng tháng 12, bón 400 đến 500 g NPK 20-20-15 cộng TE trên một trụ. Lần 3 khoảng tháng 2, bón 400 đến 500 g NPK 20-20-15 cộng TE trên một trụ. Lần 4 khoảng tháng 4, bón từ 400 đến 500 g NPK 20-20-15 cộng TE trên một trụ. Sau khi bón phân lần thứ 4, phun phân bón lá từ 2 đến 3 lần, mỗi lần cách nhau 7 đến 10 ngày, giúp cho cây ra hoa tốt. Phân bón NPK 22-10-24 cộng TE chuyên nuôi trái thanh long, loại phân phức hợp có tỷ lệ NPK phù hợp nhất để nuôi trái thanh long, có bổ sung các chất trung vi lượng giúp cho trái to, chất lượng, chín đồng loạt, có màu sáng đẹp. Giai đoạn nuôi trái, khi cây cho trái ổn định, bón 1,2 đến 1,6 kg phân NPK 20-10-24 cộng TE trên một trụ, chia ra làm 4 lần bón, mỗi tháng 1 lần. Lần 5, sau khi thụ phấn 3 đến 5 ngày, phun phân bón lá từ 1 đến 2 lần, mỗi lần cách nhau 7 đến 10 ngày. Kết hợp phân bón gốc, bón 300 đến 400 g NPK 22-10-24 cộng TE trên một trụ, sau khi đậu trái 7 đến 10 ngày. Từ lần thứ 6 đến lần thứ 8, mỗi tháng 1 lần, bón 300 đến 400 g NPK 22-10-24 cộng TE trên một trụ, phun phân bón lá từ 1 đến 2 lần, cách nhau 7 đến 10 ngày 1 lần. Phun phân bón lá lần cuối trước khi thu hoạch 10 đến 15 ngày.
Với thanh long xử lý đèn ra hoa trái vụ, bón phân giai đoạn thu hoạch đến trước khi ra hoa. Ngoài bón phân hữu cơ cộng 1,6 đến 2 kg NPK 20-20-15 cộng TE trên một trụ giúp cho cây mau hồi phục, phân hóa mầm hoa sớm, hoa to. Chia ra bón cụ thể như sau: lần 1 sau khi thu hoạch khoảng tháng 10 tiến hành cắt cành tạo tán, bón 15 đến 20 kg phân chuồng hoai hoặc 2 đến 5 kg phân hữu cơ sinh học cộng 800 đến 1000 g NPK 20-20-15 cộng TE trên một trụ. Phun phân bón lá từ 2 đến 3 lần, mỗi lần cách nhau 7 đến 10 ngày. Lần 2 trước khi ra hoa, 7 ngày trước khi thắp đèn, 800 đến 1000 g NPK 20-20-15 cộng TE trên một trụ. Lần 3 sau khi thụ phấn 3 đến 5 ngày, phun phân bón lá từ 1 đến 2 lần, mỗi lần cách nhau 7 đến 10 ngày, kết hợp phân bón gốc, bón 300 đến 400 g NPK 22-10-24 cộng TE trên một trụ. Sau khi đậu trái từ 7 đến 10 ngày, phân bón NPK 22-10-24 cộng TE chuyên nuôi trái thanh long, loại phân phức hợp có tỷ lệ NPK phù hợp nhất để nuôi trái thanh long, có bổ sung các chất trung vi lượng giúp cho trái to, chất lượng, chín đồng loạt, có màu sáng đẹp. Từ lần thứ 4 đến lần thứ 6, mỗi tháng một lần, bón 300 đến 400 g NPK 22-10-24 cộng TE trên một trụ, phun phân bón lá từ 1 đến 2 lần, cách nhau 7 đến 10 ngày một lần, phun phân bón lá lần cuối trước khi thu hoạch 10 đến 15 ngày.